Xin chào anh chị khách hàng thân yêu của gốm Nhật Toki. Và đây, hôm nay Toki vừa về một em bình size cực kỳ to, cực kỳ khủng, và sẽ giới thiệu ngay với cả nhà mình luôn nha. Đấy cả nhà ơi, thì em đây hôm nay là sở hữu được một em bình size khổng lồ. Đây, mời cả nhà cùng chiêm ngưỡng nha. Hoa văn họa tiết vẽ tay, dáng hút lọc, miệng loe, cổ hình hoa nha. Đây, như một bông hoa đang nở lên, cực kỳ đẹp luôn, hứng chọn tài lộc cho anh chị mình. Hoa văn họa tiết thì vẽ đỏ này, có những khung cảnh tiểu cảnh nhỏ, những chú chim, hạc, đầu đỏ, cây tùng. Hoa văn họa tiết ngoài ra có những tiểu cảnh, những chú chim nhỏ, những cái bông hoa. Đây, mời anh chị cùng chiêm ngưỡng một tác phẩm nha. Một bên mặt là bên hạc, còn mặt còn lại là khổng tước, đuôi cực kỳ dài, 2, 4, 6, 7 đuôi đó. Chất lượng luôn cho anh chị mình nha, lát em sẽ quay cận cảnh vào. Đây, mời anh chị cùng chiêm những tổng quan con bình này. Em sẽ đi vào phần đầu tiên, đó là phần kích thước. Thì con bình này sẽ có chiều cao là tầm khoảng 54cm nha anh chị, 54cm. Về phần vòng bụng của em này thì khá là lớn nha cả nhà. Đây, mời cả nhà chiêm ngưỡng em vòng bụng của em này. Đây, vòng bụng thì lên tới 111, đó, 3 con 1, 111 cho anh chị mình luôn. Đây, mời anh chị xem cận cảnh em bình này nha. Đây, em đưa vào đây, hạc này anh chị nhìn cái hoa văn đường nét nha. Đây, anh chị nhìn vào cái chân tơ cái tóc ở phần chân này, đó, phần chân đây nha. Rồi, đi lên này, khung cảnh cây hoa này đều được vẽ tay toàn bộ nha. Mời anh chị cùng chiêm ngưỡng các cận cảnh những em bình này. Ở phía bên trong lòng cổ cũng được vẽ những cái hoa văn họa tiết để trang trí nha. Một em bình rất là chuẩn, xinh lung linh cho anh chị luôn. Size cực kỳ nặng, chất lượng. Đây, mời anh chị xem hạc. Rồi, tiếp theo là mời anh chị xem đến khổng tước nha. Khổng tước đuôi này, đuôi vàng này. Đây, mời anh chị xem nha. Một tác phẩm phải nói là đặt hết tâm tư tình cảm của người họa sĩ, người nghệ nhân gốm sứ vào trong đây. Những bông hoa từng chi tiết một nha cả nhà. Đây, lát nữa thì em sẽ nhấc chuyện lên cho anh cả nhà. Cực kỳ nặng luôn, không bình chất lượng nha. Chiều cao vòng bụng đây cả nhà, với cả nhà chiêm ngưỡng nha. Rồi đây, cực kỳ đẹp luôn. Em rất là mong muốn giao lưu các mặt hàng gốm sứ, và đặc biệt là gốm sứ Nhật Bản, với tất cả anh chị có niềm đam mê gốm sứ Nhật Bản. Đây, anh chị có thể liên hệ với em để giao lưu cũng như là để trao đổi thôi. Các mặt hàng gốm sứ thì qua hai hình thức nha. Một là Facebook gốm Nhật Toki, hai là số điện thoại Zalo nha, 0901112334 cả nhà ơi. Thì một lần nữa thì em Toki xin cảm ơn anh chị đã theo dõi tập này. Nếu như anh chị có yêu thương sản phẩm các mặt hàng gốm sứ thì có thể liên hệ với Toki. Xin hãy cho em một cái nút like yêu thích, một cái nút subscribe theo dõi màu đỏ để đón chờ những sản phẩm mới nhất của kênh gốm Nhật Toki.